Yo, chào mừng các anh em đã quay trở lại. Bản thân trước mình có làm cái nội dung về thử thách rương ẩn phần 1, nhưng mà bởi vì một số lý do cá nhân nên là bị đứt đoạn. Và trong nội dung ngày hôm nay thì mình xin gửi tới các anh em những cái rương ẩn tiếp theo của phần 2 nha. Đầu tiên thì chúng ta cùng đến với lại vùng đất Lý Dơi trước nha. Trong phần 1 thì mình có nói tới cái chỗ là có rất nhiều những cái ô nằm bên dưới của nhà trọ Vọng Thư đó. Mà khi mà các anh em tới đó, các anh em dậm lên những cái ô đó thì nó xuất hiện ra những con slime. Thì trong phần 2 này mình muốn nói tới thêm một cái chỗ ngay gần đó. Cái này chỉ cần chạy thẳng lên tới gần cái chỗ đó thôi là nó sẽ xuất hiện một cái con pháp sư vực sâu hỏa. Và rõ ràng là chúng ta lùa nó, và sau khi mà chúng ta lùa nó thì sẽ có một cái rừng hiếm cấp 3 phần thưởng dành cho các anh em. Tiếp theo thì chúng ta cùng tới với lại ba tảng đá kỳ lạ ở ngay cái chỗ hầm rượu bỏ quên nha. Đầu tiên từ cổng di chuyển thì các anh em chạy tới cái hầm rượu bỏ quên. Cái tuyến đường nó y chang cái khi mà chúng ta đi nhặt thánh di vật cấp thấp để mà chúng ta cường hóa thánh di vật đó các anh em. Sau khi mà tới cái hầm rượu lãng quên thì các anh em chạy qua một xíu, leo lên cao thì các anh em sẽ dễ dàng nhìn thấy là có ba hòn đá rất là kỳ lạ ở bên dưới. Và khi mà các anh em tiến lại gần ba hòn đá này thì nó sẽ lần lượt xuất hiện ba con slime băng hỏa lôi tại ba hòn đá này. Việc của các anh em rõ ràng là lùa nó, và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái rương phần thưởng cho các anh em. Chưa đâu các anh em, vẫn còn có rương tại cái gần chỗ này đây. Các anh em từ cái vị trí này các anh em sẽ đi ra theo cái hướng biển các anh em, và nó hơi nhích xuống một xíu về hướng nam nha. Các anh em sẽ nhìn thấy hai con slime thảo, một con slime lớn thì có dễ dàng nhìn thấy, còn cái con slime nhỏ thì hơi khó nhìn thấy một tí. Để mà tiêu diệt được mấy con slime này thì các anh em cần phải sử dụng những cái nhân vật hệ hỏa thì nó mới dễ dàng. Còn nếu không á là rất là khó để mà chúng ta có thể giết được mấy con slime, đặc biệt là mấy con slime nhỏ đó. Theo các anh em nghĩ Lý Dơi của chúng ta đã hết chưa các anh em? Chưa đâu, tại cổng dịch chuyển mà bên trên dốc Vị Thúy, tên chính xác của nó là cổng dịch chuyển Mân Lâm đó. Khi mà các anh em dịch chuyển tới đó và chúng ta chạy lên trên, các anh em leo lên trên thì nó sẽ có một cái hàng rào gỗ. Chỉ cần các anh em tiến lại gần cái hàng rào gỗ đó thì nó sẽ xuất hiện một cái con slime hệ nham. Và việc của các anh em lúc này đó chính là lùa nó. Và vẫn giống như là những lần trước thôi, sau khi mà lùa nó thì chúng ta sẽ có một cái rương, đó chính là phần thưởng của các anh em. Và vị trí tiếp theo đó chính là tại Cổ Văn Cát. Từ cổng dịch chuyển Cổ Văn Lang Tiêu, các anh em sẽ chạy ra cái hòn đảo nhỏ nằm về bên tay trái này nè các anh em. Thì khi mà các anh em đặt chân vào trong cái hòn đảo nhỏ này, nó sẽ bất thình lình xuất hiện ra ba con Helichok. Và việc của các anh em đó chính là xử ba con Helichok đó. Sau khi mà xử xong thì chúng ta sẽ có phần thưởng, đó chính là một cái rương. Chà, đến cấp 59 rồi mà tại Lý Dơi mình vẫn còn sót một số cái rương giống như thế này đây. Không biết là các anh em nào tại đây có sót giống mình không. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tới với lại Inazuma nha các anh em. Inazuma thì mình chỉ nói nhanh thôi, tại vì mình đoán rằng đa số các anh em ở đây chúng ta đã kiếm được hết. Đôi khi chúng ta chỉ sót một hoặc là hai cái là cùng thôi. Thì đầu tiên chúng ta cùng đến với lại đảo Watashumi nhà Sangaromiya. Tại cổng di chuyển phía trên nha, cái này sẽ di chuyển về phía bên tay trái, và các anh em sẽ quan sát từ trên cao thì các anh em sẽ thấy có một đám hoa ngọt nó hình vòng tròn. Và việc của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ tiến tới và hái những cái hoa ngọt này, và sẽ xuất hiện ba cái con hoa lừa dối. Sau khi mà lùa ba con hoa lừa dối, chúng ta sẽ có một cái rương. Tại đảo Watashumi này nó còn có thêm một cái giải đố kéo năng lượng lôi nằm bên dưới đền Bu nữa. Nguyên nhân là cái giải đố này nó nằm lưng chừng nên đôi khi mà các anh em có thể sót, nên mình cũng muốn nói thêm các anh em. Nếu anh em nào sót thì chúng ta quay trở lại chúng ta nhặt cái đá giữ điện, nó nằm ở trong cái tảng núi đá giả nè. Và thậm chí là các anh em có thể sử dụng tay đâu để mà nối điện cực lôi mà cũng không cần thiết phải nhặt cái đá giữ điện này. Tiếp theo chúng ta tới với là đảo Yashiroi. Tại phía nam nó có những cái hòn đảo bên ngoài và nó có ba bó đuốc. Mỗi bó đuốc thì nó sẽ có một cái cành lôi đào tại đó đó các anh em. Thì không biết là các anh em đã nhặt chưa. Việc của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ tới những hòn đảo này, có những cái bó đuốc ở trên hòn đảo đó, chúng ta sử dụng một nhân vật hệ hỏa, chúng ta đốt nó. Sau đó thì các anh em nhặt hạt giống lôi thì nó sẽ có những cái điện cực lôi đó để mà chúng ta di chuyển tới những hòn đảo tiếp theo. Và như vậy là chúng ta làm như vậy thêm hai lần nữa, tổng cộng là chúng ta sẽ đốt ba bó đuốc. Và cái lần di chuyển cuối cùng thì nó sẽ đi ngang qua cái rương cấp 2 của các anh em.
Tiếp theo chúng ta đến với là đảo Serai. Từ cái đảo mèo ngay cái chỗ đền Assisi chúng ta chạy thẳng lên. Thì khi mà chạy thẳng lên đây thì nó sẽ có một cái ngọn đồi có ba cái hoa ngọt. Và khi mà các anh em thu thập ba hoa ngọt này thì nó sẽ xuất hiện ba cái con hoa lừa dối hệ lôi. Việc của các anh em đó chính là xúc ba con hoa lừa dối này để mà nhận cái phần thượng rương thôi. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại đảo Narukami. Mình thấy là đa số các anh em đã lấy cái rương tại cái vùng đất nổi ngay tại Aorami rồi. Tuy nhiên là một số anh em vẫn chưa lấy. Thì các anh em sẽ bay từ cái cột dịch chuyển Aorami đó và bay xuống bên dưới thì ngay cái vùng đất nổi đó nó sẽ có một cái con pháp sư vượt sâu cùng với lại mấy bó đuốc. Sau khi mà tiêu diệt pháp sư vượt sâu và phá hủy mấy cái bó đuốc đó thì nó sẽ xuất hiện một cái con Helichok bạo đồ lôi. Và sau khi mà tiêu diệt cái con Helichok bạo đồ lôi đó thì chúng ta sẽ nhận được một cái rương. Ngoài ra thì nó cũng có một chỗ đào được rương nằm bên dưới đền Narukami mà anh em hay bỏ sót lắm. Và nếu mà anh em nào mà tới đây mà chúng ta không đào được á, thì các anh em có thể sử dụng kính kỹ vật soi con hồ ly nhỏ tại đó. Thì đôi khi là sau khi mà chúng ta soi thì chúng ta mới có thể đào được cái rương tại đây. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ nói nhanh qua ba cái rương sẽ xuất hiện sau khi mà các anh em tiêu diệt những cái con slam tại Mondstadt. Thì những cái rương này mình nghĩ rằng đa số các anh em đều đã kiếm được rồi, nhưng mà đôi khi các anh em nào speedrun thì chúng ta sẽ bỏ sót. Cái rương đầu tiên là các anh em sẽ tiêu diệt một cái con slam phong lớn nằm bên dưới của vườn mùa hè, ngay cái chỗ mà một đám bồ công anh đó các anh em. Cái rương thứ hai thì nó sẽ xuất hiện sau khi mà các anh em tiêu diệt ba cái con slam nhỏ phong nằm bên trên của đền Chim Ưng Tây Phong. Và tại đó thì nó cũng sẽ có hai cái hoa bồ công anh. Và cái rương cuối cùng thì nó nằm trên đường các anh em đi tới phế tích Phong Long. Tại đây nó có ba cái củ cà rốt. Sau khi mà các anh em tới đó thì nó sẽ xuất hiện hai cái con slam thủy lùa nó và chúng ta sẽ nhận được cái rương ẩn. Và đó chính là tất cả những cái rương ẩn mà mình nghĩ rằng các anh em có thể bỏ sót. Còn các anh em phát hiện ra được những cái rương ẩn tại đâu, đừng quên hãy chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận để mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những cái nội dung sau.